yêu cầu công việc công xưởng. Tên tôi là Đỗ Thị Hà, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1994, số hộ chiếu B02377819. Tôi đã trúng tuyển đơn hàng Lương Lâm Đài Nam, yêu cầu người lao động tuân theo sự quản lý sắp xếp bộ phận công việc. Thời hạn hợp đồng 25 tháng 24 ngày. Thời hạn 25 tháng 24 ngày. Địa điểm ở Đài Nam đúng không? Địa điểm Đài Nam. Rồi, tiếp theo. Yêu cầu người lao động tuân theo sự quản lý sắp xếp bộ phận công việc theo từng công đoạn, được sắp xếp vào bộ phận nào làm bộ phận đó, phối hợp công việc và sắp xếp thời gian học việc. Chưa thạo việc có thể chưa được tăng ca, cần phối hợp với sự sắp xếp của chủ sử dụng. Nghiêm túc học tập, tuyệt đối không được có thái độ không hợp tác khi chưa được xếp tăng ca. Nếu có thái độ không tốt, không phối hợp, không làm theo sắp xếp, chủ không cho tăng ca và có thể chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, cần yêu cầu lao động nỗ lực, ngoan ngoãn, phối hợp thật tốt. Sản phẩm hoàn thiện của công ty có thể được hình thành từ nhiều bộ phận, linh kiện và nguyên vật liệu khác nhau. Có thể lao động được sắp xếp làm sản xuất phần thô và chưa định hình được sản phẩm các bộ phận khác, các bộ phận sau. Lao động cần phải hiểu rõ được từng sản phẩm, linh kiện, nguyên liệu của công ty để tránh phát sinh những vấn đề hiểu sai bảng công việc. Có thể bước đầu khi chưa hiểu sản phẩm công ty, không được thắc mắc hay kiện tụng sai bảng công việc. Phối hợp tăng ca, giảm ca, đổi ca theo sự sắp xếp của công ty. Có, em đọc đi. Sản phẩm sáp cao cung cấp ngành y tế. Thao tác máy đóng gói, trộn nguyên liệu, kiểm tra hàng. Ký túc do công ty sắp xếp, không được kén chọn công việc. Ngoài ra chủ sắp xếp đến dọn dẹp, làm công việc nhà và tính tăng ca. Khi có nhiều đơn hàng cần phối hợp đổi ca. Số giờ tăng ca 40 đến 60 giờ một tháng. Mức lương cơ bản 26.400 nhân dân cộng tăng ca. Phí ăn ở 2.500. Dự kiến xuất cảnh tháng 9 năm 2023. Hình thức tuyển chọn gửi form. Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung công việc của tôi khi sang Đài Loan làm việc. Tôi đồng ý ký vào bảng công việc này và không có bất kỳ ý kiến thắc mắc và kiện cáo gì. Tôi cam kết sẽ làm hết hợp đồng như đã ký, tuyệt đối sẽ không phá hợp đồng về nước hoặc xin chuyển chủ vì bất kỳ lý do gì. Sau khi sang Đài Loan, nếu như tôi không phối hợp công việc, tôi sẽ phải tuân thủ với trách nhiệm cũng như nội dung mình đã ký vào bảng công việc. Tôi ký cam kết này trong hiện trạng hoàn toàn minh mẫn. Hà Nội ký tên Hà Nội ngày 7 tháng 9 năm 2023. Họ và tên Hà Đỗ Thị Hà đã ký. Em đã nắm rõ nội dung công việc em sang làm việc gì chưa? Làm về gì em? Em sang làm sản phẩm sáp cao cung cấp ngành y tế. Địa điểm ở đâu? Địa điểm ở Lương Lâm, Đài Nam. Hợp đồng là 25 tháng 24 ngày. Rồi, okay.